Xin chào các bạn, hiện tại chúng tôi đang trên vùng biển Alaska. Sau hơn nửa tiếng lênh đênh trên biển, tưởng chừng không hồi kết, thì anh chàng này đã gặp được nữ thần may mắn. Một con cá bơn khổng lồ không biết từ đâu đã đớp lấy lưỡi cậu của họ. Các bạn hãy nhìn những gương mặt này đi, vui như lượm được củ rơi vậy. Mặt thằng nào thằng nấy hớn hở cả ra, so với nửa tiếng trước thì mặt tụi nó nay đã rạng ngời ra. Nói thật, tôi còn không tin nữa, cứ tưởng bọn nó nói giỡn, nhưng khi lại gần xem cần câu thì hỡi ôi, nó to quá xá luôn các bạn ơi. Tôi nghĩ con này cũng nặng cỡ khoảng trên 150 kg. Whoa! Phil just said it's only 300 pounds. Что, Саша? Кишка слаба. Я вообще не могу. Силы больше, больше силы. Давай, давай. Как этот, как говорил этот самый Шариков, еще парочку. Да, я думаю такого тащить. О май гад. Вау. That's a monster. Вау. Kolsäker, kom hit med kameran. 2 meter slundra här i sidan.
Oh, still with my dollars. Он тут так обрызгал, что облил меня все. I promise if we can have a bit.